thường ngày đo mà giảm mỡ cấp tốc với eo biển. Eo biển nhưng mà phải chưa nhấn chuông. Nhấn chuông. Eo biển ạ. À. Đúng rồi. Sáu mươi giây bắt đầu, mời bạn. Cái đây này là danh từ gồm có hai chữ cái. Từ đầu tiên để chỉ nói về một cái khúc giữa của một cơ thể hay là một cái bộ phận dài. Còn từ thứ hai là nói về một cái môi trường mà toàn nước và là nước mặn. Xin mời. Thân biển ạ. Tiếp. Từ đầu tiên thì là nói ba về khúc vòng giữa. Của phụ nữ thì vòng thứ hai thế cho nó tiện. Vòng thứ hai của phụ nữ. Và cái thứ hai thì là và từ thứ hai là môi từ trường. Từ thứ hai là chính đảo ở cái chỗ đấy. Đảo ở chỗ đấy. Mông phụ à? Khổ vòng hai cơ mà. Vòng hai không phải là mông cô ơi. Cái từ thứ hai như nào? Tức là vòng thứ hai của người phụ nữ và đảo ở trên cái môi trường đấy. Là từ thứ hai. Từ thứ hai. Bụng biển à? Chị đang chưa nghĩ ra vòng hai. Tiếp đi. Trời ơi. Vòng hai cô thường ngày đo mà giảm mỡ cấp tốc với eo biển. Eo biển nhưng mà phải chưa nhấn chuông. Nhấn chuông. Eo biển ạ. À. Đúng rồi. Cũng biển nữa chứ không giải thích đến thế chứ còn thế nào nữa. Ví dụ em vòng hai mà là cái vòng hai cô thường đo là vòng gì? Vòng đấy một khi mà nó đã cà cuống rồi. Đã cà cuống lại rơi vào bát canh cầy sấy nữa thế thành ra là nó phức tạp. Thôi được, không sao. À, mỗi người được cộng mà thêm 2 điểm. 1 điểm thôi. 1 điểm. Chúc mừng nào.